Hai năm trước, tại chính sân khấu Crown Center này, Phạm Hương vinh hạnh được xướng tên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Và bây giờ là lúc Phạm Hương cùng ban tổ chức sẽ tìm ra người kế vị tiếp theo. Phạm Hương muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và tất cả các khán giả đã luôn yêu thương, dõi theo Phạm Hương suốt thời gian qua. Những tình cảm ấy, Phạm Hương xin trân trọng và ghi nhớ đến suốt đời. Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì tất cả và xin cho Phạm Hương lần cuối được nói câu này. Tôi, Phạm Hương, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Kết thúc trọn vẹn 2 năm đương nhiệm của mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã yêu thương, quan tâm tôi. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con là người con của đại ngàn, cho con sức mạnh để theo đuổi đam mê, ước mơ của con. Và ngày hôm nay với đôi chân trần, với trang phục đồng bào mình, con tự hào và vô cùng hạnh phúc khi xuất hiện với hình ảnh đương kim hoa hậu là cô gái ED. Con muốn truyền năng lượng tích cực này đến các cô gái khác. Để dù bạn là ai, đến từ đâu, dân tộc nào, bạn sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, hãy dám ước mơ, dám theo đuổi, sống cho chính mình và cho cộng đồng. Tôi cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ một cô gái chỉ dám ước mơ cõi nhiều sâu, có tiền trang trải cuộc sống, giờ đã trở thành top 5 Miss Universe. Và bây giờ tôi đặt tay lên ngực và cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi. Tôi là Hờ Hèn Nhiê, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Và tôi biết tôi phải nói lời cảm ơn cho tôi sống những tháng những ngày rất gian, trăng lên trái tìm thấy cơn mơ còn cháy nồng như đêm trăng gió bay lòng như có gió đầu mùa. Và tôi biết tôi phải nói lời cảm ơn cho tôi sống những tháng những ngày rất xanh, trăng lên trái tìm thấy cơn các bạn thân mến. Và chỉ vài phút nữa, Hoa hậu Hoàn vũ Hờ Hèn Nhiê